Nghe nó xa như ngao nó đâu vậy? Thấy ơi, đang đâu ạ? Làm gì mà nghe ca nằm ca nghêu ngao vậy? Đang đâu ạ? Xuống đây ngồi nói chuyện chơi coi. Làm gì vậy? Xuống đây ngồi nói chuyện chơi coi. Anh lại đi kiếm em hả? Làm gì? Làm gì cười hoài vậy? Ê, ê, nói ngồi tới đây. Tới đây ngồi xuống coi. Đây, bữa qua. Bữa qua nghe nghe tiện kể nói là mày hốt hàng rồi. Mày ngậm. Ê, thế em cũng tốn cho nó mấy cái ổi với này. Mua cho nó đi trà sữa rồi gì đó. Vậy là bữa qua ngậm ngậm cục kẹo của ông thầy đúng không? Ê, hôm qua anh giờ em vui quá, em cười em ngủ không được luôn. tốn quá ly trà sữa à, tiền cái đó này, thì em hút vào nó xuống, nó cũng giúp hội mà. Nó lấy còn ly trà sữa à? Không, nó không lấy gì hết mà em tối em tự mua cho nó à. Trà sữa run người. Tác quá. Hôm nào có kẹo gì hay ngọt không? Hôm qua ngậm kẹo. Biết rồi còn hỏi. Ngậm cục kẹo thì ngọt không? Hôm nào anh giúp hộ em đấy nhé. Gì? Hôm nào anh kiếm kẹo anh giúp. Ê, bữa nào anh có ý rồi. Bữa nào anh với em, anh nhốt nó vô trong này luôn nè. Mở qua nhốt nó vô đó. Đừng nhốt. Nhốt mày nhé. Ê, còn không. Ủa, điện thoại không? Ủa, tiền mới nhắc nó. Anh nghe tiền ơi. Alo, anh mời chưa? Qua gì, qua đâu? Ủa, hôm qua hẹn đồ qua nhà chị Thời ăn, chị Thời nhà chị Thời nấu tiệc có khách nè. Ồ, anh có nhớ đâu, anh đang ngồi với anh Thể bên này nè, ngồi chơi với anh Thể nè. Ồ, vậy hả, gì gọi anh Thể qua luôn cho vui. Ờ, vậy hả? Giờ lẹ lẹ nha. Ờ, ok, giờ để anh qua liền. Đi qua nó làm gì anh? Tuyền nó rủ em với đôi thì đâu rủ em đôi lắm ra. Có đâu, anh em không mà. Nó rủ nhau. Đi qua. Đi ngồi trước nhà nó, ngồi sao? Ờ quên chứ, qua ăn tiệc mà, qua ăn uống gì mà. Đi trước đi ra, đi đằng sau. Đúng rồi. Thì em thay bộ đồ đã. Cần gì thay đồ trời. Chết gì vậy mà. Mày đặt, mày đều đồ đạc. Mày có đồ gì đẹp hơn không mà mày nói. Cũng có cái đồ đó mặc ở nhà chứ đồ này đều đi lao động mà cả đêm không ngủ được anh mày. Cả đêm quá ngủ được. Ok. Sao vậy? Ủa? Gì vậy? Gì vậy? Sao đi vô mà đứng lại vậy? Gì? Sao kỳ vậy? Kỳ gì? Thì cũng có ai lên nhà thì kìa. Hả? Em nhìn hết tay cạnh có người trong nhà thì kìa. Có ông nào hả? Ông nào là sao? Hình như cô thì có bạn trai rồi á. Là sao? Non più dovrai far ogni amorosa. Notte giorno di torno girando. Delle belle d'arancio al riposo. Ci sento a tuo cibo d'amore. Delle belle d'arancio al riposo. Ci sento a tuo cibo d'amore. Ê, cô ta làm gì nhìn vậy? Vô duyên mà đi. Á, đột mẹ mẹ. Trời ơi, anh luôn. Ủa, sao hẹn giờ này mới lên cho nội? Mưa quá trời đó. Trời ơi, muốn đứng tim với ông nội đi luôn á. Ủa, mưa, ủa, không vô được cái gì mà. Mưa, mới giờ phải. Ủa, cửa đen bịch vậy? Đồ nghề chứ nè. Bánh gì? Không phải đâu. Cái giỏ không mà đựng đồ nghề.
có đồ nghề gì không tập tiếng thui sao nào? Đồ nghề của anh, đồ nghề tròn chứ đồ nghề gì? nãy gọi điện em nói rồi mà giờ còn hỏi nữa. À, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người cái tiên. Hello mọi người. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mình vô, mình đem đồ nghề vô, mình giúp bé Thiền trả thù thể cho nha mọi người. Gỡ ra đi. Rồi vô chuẩn bị đồ nghề. Hốt nó không phát rồi, để chiều tới rồi mưa nữa. Bộ đồ. Nó không nghe quá à. Đâu. Thì bộ đồ anh mới lụm, mới mượn. Hả? Sáng sớm thức dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời, ông tạo anh ra để xác gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết. Cả mọi thứ đều trong tay, ai biểu mình quá là đẹp trai. Mời đẹp, mời đẹp. Anh qua ngồi giỏng với em nè. Đi qua đây ngồi. Ngồi té nè. Anh sẽ hiền đẹp đôi. Anh kỳ quá. Anh sẽ hoàn thành. Anh đứng ngay được không? Cái gì? Thì mày thấy gì mà nó hai người hôn nhau thật rồi. Thì không phải đâu mày ơi. Sao tôi mày dầm kỹ không? Ừ. Không, em thích đòi trên đùi cơ. Không, không chịu. Đừng có vậy nữa anh thương. Anh chịu, người ta muốn ngồi đây cơ. Anh kỳ quá à. Anh thương em được cơ. Chương. Anh nói thương người ta mà anh cứ dạy hoài à. Cho chừng nào, cho chừng nào anh hứa chừng nào anh xuống nữa. Dạy bữa anh hứa nữa chứ. Anh đang mệt hả? Mày, mày thấy cái gì mà mày con bấu víu vuốt mặt vuốt mũi nhau rồi á, còn không cho con cô ta nó nhìn nữa. Mày nói cái gì tao không hiểu gì tại rồi phải hôn nhau nữa trời phải không? Ừ, hai người đó yêu nhau thật rồi thôi mình về đi. Mày có nhìn lầm không á? Không ấy mày lui ra anh rình coi anh dòm coi hay là anh em gì với nó không? Chắc mình về đi rồi em thấy không ổn rồi. Hay là anh em gì với nó không? Ôm nhau rồi vuốt tóc vuốt tai rồi hôn nhau làm sao mà anh em được. Mày nói cái gì mày thầm thì trong miệng mày tao không có nghe. Nhưng cái mà gì mà nó rồi về đi mọi người về đi. Em cứ yên tâm anh sẽ yêu em vì anh chừng nào nên cưới em. sao thương tình yêu bé bỏng của em nè. Trời chuông quá à. Trời chắc ngọt lắm đúng không anh yêu. Cái bệnh nào uống thuốc nha. Lấy dành miếng nước đi em. Miếng nước hả? Ok anh.
baby à. Thương tình yêu bé nhỏ của em quá à. Anh uống nha. Ta đứng lại nhường đường em qua người đi với một người xa lạ đẹp trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi cô bé cô bé mệt đâu, vui đâu, thấy sao sắp có người chết, thấy chọc ghẹo người ta mệt như chó, sao mà mệt quá vậy? Biết Hạnh cầm chưa chắc ông buồn, được không? Đã đẹp trai mà còn trai mặt, ai hồi nãy kêu baby muốn ói tay chỗ, mà mệt quá là chui chậm lắm. Đi rồi. Lũi đi à. Bởi lòng đã chọn lòng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Thấy nó nghe nè. Hồi nãy sao mày chạy đâu mà chạy dữ vậy Thấy? Để em đi chân bò gì nữa. Tự nhiên sao mày thấy cái gì mà mày chạy dữ vậy? Đưa qua nói chuyện coi. Em thấy hết mày không thấy em. Là lúc mà giờ vô mày thấy cái gì mày nói nghe coi. Tự nhiên mày nói em mày thấy hết ông rành rành nữa. Là sao? Ông nào ôm thầy vậy? Ông hôm rồi ông hỏi nói cưới nó xin rồi bá vai bá cổ rồi mày xạo với anh này nhìn lộn luôn chứ rồi ôm eo rồi chứ mày xạo mày nhìn lộn với anh chứ làm gì em thấy rõ ràng mắt em sáng lắm mày ủa nào giờ nó có bộ bịch gì đâu nó ế thì mẹ luôn anh chơi với nó bao nhiêu lâu anh biết nhưng mà anh em đi hôm nay anh cho em thấy vậy em thấy rõ hết rồi chờ chút em chờ chỉ em nhìn thấy vậy rồi anh gọi con tiền anh hỏi thôi 10 rồi còn anh còn bảo sao nữa. Im nha. Để anh hỏi nó coi. Alo. Ủa bé Tiền nó nghe nè Tiền. Hồi nãy anh với anh Thể đi qua nhà chị Thị á. Lúc mà mới bước vô anh không thấy nhưng mà anh Thể nói là thấy chị Thị với ông nào ngồi trò chuyện đúng không? Hết rồi. Ê mà đừng nói với ông Thể nha. Chứ là ông dạy ông là nói với ông là bạn thôi chứ đó là ông bạn trai của bà thì mới về bên Đài Loan á. Ủa? Là bạn trai của bé Thì ở đâu? Ở Đài Loan á, ông nó mới có 70-80 à. Ý là sao? Là đăng ký đi lấy Đài Loan hả? Ừ. Ủa, ba mẹ bé Thì không nói gì hả? Mấy ông Đài Loan già hết đâu mà. Dạ đó, ở bên bệnh là bình thường thôi, cái độ tuổi đó là mới là trung niên thôi, nhưng mà đừng có nói cho anh Thể biết nha, mà cứ qua bình thường đi. Không, khó đâu có nói gì đâu. Mà anh tính đi qua mà, anh tính đi vô đó nhà nấu gì á, tính đi vô mà nghe anh Thể nó nói, nó đi vô, nó qua nó thấy có ông nào, chú bác gì của ông Thị á, nó ngại quá, cái nó đi về đây lại luôn. Anh ngồi đây nè, anh ngồi bên chỗ ông Thể chăn bò nè. Ừ, vậy nói với ông Thể là ông nói ông chú đi, đừng có nói là người yêu nha. Cứ qua bình thường đi. Vậy là con Thì nó đăng ký lấy chồng Đài Loan hả? Lấy mấy ông già vậy luôn hả? Ôi trời ơi,
Không mà vì tiền dưới trời. Giờ mấy ông già đó mới làm gì được nữa đâu mà lấy chứ trời. Để anh gặp, để anh gặp thì anh nói chuyện với nó. Chứ tự nhiên là có ế chứ tự nhiên mắc mớ lấy mấy chi mấy ông già đó, mấy ông già rồi mấy ông đâu có còn súng đạn mấy ông hết rồi, nó đại khái vậy á. Nó ông có nhưng em giàu lắm. Ông giàu lắm hả? Ông gần chết rồi, nó là chuẩn bị chiếm đoạt tài sản. Đó. Nói chị thì suy nghĩ kỹ lại đi, lấy chồng ở Việt Nam cũng được, lấy mấy anh chăn bò cũng được nè. Thì mấy anh chăn bò lấy gì ăn? Thì mình anh bán cước bò. Cước bò giờ có giá lắm. Cước bò giờ có giá lắm. Ờ giờ người ta, mua người ta bón phân á. Mà nói chị thì suy nghĩ kỹ lại đi nha. Được chứ con. Rồi cứ qua bình thường đi nha. Ừ rồi. Đừng nói chuyện này nha. Ừ. Rồi để anh với anh Thể. Để anh. Rồi. Để anh rủ anh Thể qua. Ôi, anh thấy chưa? Chứ gì nữa, còn có thằng Đài, biết tiền nó còn nói là ông người Đài Loan nữa. Còn ta đã giấu rồi, còn ta đã giấu. Để dặn đừng nói. Nó là gạch với anh, còn kêu em. Không sao nữa. Vậy mấy còn làm mai kìa. Không để đi, anh đi ngồi sau rồi, nhà nó còn coi kỹ lên. Sao anh nói anh? Ê, mấy mày nhìn kỹ không kìa, ông đó. Sao kỹ? Ông trẻ không, mà nó nói ông lớn tuổi rồi. Ông già, nhưng mà hôn rồi thì cũng chịu như đó. Trời ơi! Lấy tắm thêm mấy. Ui! Đi luôn đi!